qua em đã tư vấn cho chị Hiểu về giải pháp bảo hiểm của Prudential. Nhằm tuân thủ pháp luật kinh doanh bảo hiểm thì chị khuyên là bên mua bảo hiểm đồng ý để Prudential ghi âm nội dung tư vấn này. Chị có đồng ý để bắt đầu ghi âm không ạ? Chị đồng ý. Mình thấy thì cái bước ghi âm này rất là có ích. Ban đầu bảo hiểm với mình khá là khó hiểu, nhưng mà khi được Dương tư vấn và tư vấn rất là tận tình, mình cũng hiểu rõ hơn. Đặc biệt là hai chị em phải nói chuyện với nhau rất là nhiều thì mới hiểu hết được. Thì cái bước ghi âm này nó giống như là một cái bản tóm tắt rất là gọn gàng để cho mình dễ hiểu và dễ ra soát hơn. Thì cũng giống như là cái lúc mà mình đi ra quán ăn á, mình gọi cái món ăn thì sẽ có một cái bạn nhân viên, bạn đi ra và bạn hỏi lại mình về những cái món mà mình đã chọn, xem thử là mình chọn đúng, chọn đủ những cái món mà mình muốn hay chưa. Không chỉ là kiểm tra lại về quyền lợi mà trách nhiệm cũng rất là rõ ràng. Chi phí đóng bảo hiểm là việc đường dài nên là mình có chuẩn bị chắc chắn một phần trong việc kinh doanh của mình, thì mình có thể trích ra 10-15% nguồn thu của mình thì mình đóng bảo hiểm. Cho nên là cái bước ghi âm á, sẽ giúp cho mình rà soát lại xem mình có chắc là mình đóng được nhiều năm hay không, và mình cũng tự tin hơn khi mà mình ký vào hồ sơ.